Đi không bay nãy giờ rồi. Ghê vậy đâu á. Long là lờ thế nhỉ? Nếu như mà này khối u đã xuất hiện qua một loại tế bào, có nhiều loại tế bào nhưng mà nó xuất phát từ một lá thai thì chúng ta gọi là u hở. Nếu có nhiều loại tế bào mà những tế bào nó xuất phát từ nhiều lá thai thì chúng ta gọi nó là u quả. Thì đây các em hỏi gì không? Hỏi hết luôn, hỏi hết. Sai rồi. Các em học năm một các em phải học phân phối không? Dạ có. Nó hỏi thầy là thái nhớ thấy sao? Nó hỏi thấy sao? Nó hỏi mẹ nó cái thấy sao? Vậy con người của mình được tạo thành bởi từ mấy là thái? Ba. Em biết cái mát. Rồi là thái. Ngoài bi. Ngoài bi. Là thái. Dưa. Và là thái trong. Ngoài bi. Yeah. Bi. Ngoài bi, trung bi, nội bi. Vậy là thái ngoài nó sẽ điều hòa thành cái gì? Thần kinh. Thần kinh, hệ thần kinh. Dạ và hệ thần kinh. Thần kinh. Là thái dừa điều hòa thành gì? À, tuyến nội tiết. Mô liên kết cơ xương chủ mạch thở. Là thái trong cả tạng và cả tuyến ở trong cơ thể. Thế chưa? Cũng từ ngoài vào trong. Lá thai ngoài là giá thần kinh, lá thai dừa là khung liên kết và lá thai trong là cảm tạng cảm tuyến. Dễ hiểu không? Bây giờ có cái u ở tuyến thượng bộ, chúng ta cắt ra, đây có cái hình, và cắt ra bên trong có chất nhầy, có mỡ, có tế bào sơ, có tế bào sụn, có tế bào xương, rất là dễ dàng. Thấy không? Đấy. Nhưng mà cả bốn loại tế bào đó nó đều xuất phát từ một lá thai, đó là lá thai nào? Trong ba lá thai đó. Trong nhé. Lá thái, lá thái dừa, đó, trung bí. Đấy, cho nên nhiều loại tế bào nhưng xuất phát từ một lá thái, cho nên tên gọi của nó là u hỗn hợp, mixed tumor. À, bây giờ có một khối u ở vùng trứng, có một cái bọc, vỏ vắt dày khoảng 2 mm, vắt dày, cảm được xẻ ra, bên trong có tóc. Rắn. Có mỡ. Có rắn. Có da. Có xương. Có rắn. Có rắn. Rắn này cắm vào trong cái sinh hàm. Có mô khổ. Như vậy nó có nhiều loại tế bào nhưng mà nó xuất phát từ nhiều hơn một là hai. Dạ, nhiều hơn một là hai thì chúng ta gọi là u quả tê là không ăn. Yeah. À, u hỗn hợp và u khỏi đa số là u lành tính. Nó khỏi là vì thấy xương, thấy tóc, thấy rắn, rồi thấy xương hàm, rồi thấy ghế rồi thôi, cho con thực ra hẳn là điểm của tận cùng rồi, cho nên hẳn không phải là thấy con nó, cho nên hẳn phải lành tính. Thấy chưa? Hẳn là điểm của đã trưởng thành rồi thì hẳn không còn khả năng phân bào nữa. Đấy, cho nên hẳn là khoảng 20% cả cái u phổi là u phổi chưa trưởng thành, tức là u phổi hạt tinh. Thì trong u phổi chưa trưởng thành thì nó có các thành phần non, ví dụ như mô thần kinh non, thành nguyên bào sơ, này vân vân. Thì nó gọi là hạt tinh, còn đa số nó là hạt tinh. Ai hỏi gì nữa cho chủ đề đi. Các thành viên có ai thắc mắc gì không? Hôm nay mời lớp bé ba chủ đề tiếp theo. Đã lên cái hình chưa? Các bộ bên có ai thắc mắc gì trong cái phần này không? Có ai hỏi gì trong cái phần này không? Tại sao là ôm ma? Tại sao là ôm ma hả? Ta tập trung vào để hỏi. Mời em. Obama. À, bạn hỏi là cái u lành tính á thì có đuôi là Oma. Đấy.
Thì Obama có nghĩa là gì? Rảnh đó mày. Obama là ông đó. Rồi, như vậy là đây là Obama có nghĩa là hiền hòa. Lăng. Tao rất là ốm mà. Ốm hòa. Em lấy đấy ốm mà. Lắm ốm mà. Vẫn là hạ ốm mà. Ai hỏi gì nữa? Bên đây còn là các xin má đúng là tao tạc luôn. Thôi em. Đó là cái phần mà vì sao mà có một số cái u là mặc dù ác tính nhưng mà có đuôi là ô ma. Vâng, ác tính biểu mô hoặc ác tính liên kết. Ai trả lời được? Rồi câu hỏi nhá. Bây giờ thầy hỏi cả em này, nhìn lên bạn. Vì sao cái u lăng tỉnh á có vô gốc biểu mô hay là vô gốc liên kết, mình đều dùng cái công thức là lấy cái gốc của tế bào u cộng với ô ma. Còn khi cái u ác tính thì mình lại chia ra hai, u biểu mô ác tính thì tấn công là carcinoma, u liên kết thì chúng ta lại tấn công bằng sarcoma. Vì sao? Đó là điều chúng ta cần phải hỏi, cần phải quan tâm. Dạ. Bây giờ thầy thấy một ba người em là có từ 6 cho tới 5 người. Đó. Chúng ta chia nhóm ra, một ba người, chia 2 người một nhóm. Nếu ba 5 người thì một nhóm 2 người và một nhóm 3 người. Ừ. Ủa là sao là sao là sao sao phải nói như vậy? Liên quan trực tiếp
để cái việc tiêu thì tiếp theo và tiêu lượng bình giống như là bạn đã trình bày là cái lý do mà người ta cần nhất. Cái thứ hai là người ta phải gọi tên làm sao để cho nó gọn gàng, nó ít trường ra và nó tiết kiệm chữ viết, tiết kiệm giấy in, tiết kiệm mực in và cái nguyên tắc để người ta gọi tên. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì sarcoma và chữ carcinoma thì nó không thể có cái chữ in thay thế được. Đấy, mặc dù chữ carcinoma hơi dài, chữ sarcoma cũng khá dài. Đấy, thì hai cái chữ này là có hai cái nghĩa của nó. Đó là cái nguồn gốc ngày xưa, cái tên của cái bệnh này là có nguồn gốc từ cái tiếng Latin, chữ sarcoma là tiếng Anh, còn tiếng Pháp là sarcoma, tức là chữ A thì đó là chữ E, đọc là sarcoma. Sarcoma. Và cái nguồn gốc ngày xưa của hai cái chữ này là từ Latin có nghĩa là chữ sarcos, S-A-R-C-O-S. Cái từ Latin của chữ này có nghĩa là thịt. Thì cái ung thư của liên kết thì người ta lấy người ngày xưa họ lấy thịt làm đặc trưng, làm điểm trưng nhá. Cho nên là ung thư gì? Ung thư thịt. Đấy, có nghĩa là ung thư thuộc về phần liên kết, phần thịt, phần cơ, phần xương, người lấy dùng thịt. Đấy, còn cái chữ carcinoma là cái tắc cái từ là cái từ từ nguyên của nó này là từ chữ casino. Casino, casino có nghĩa là khối u lên, khối hạt tính. Đấy, thì người ta dùng cho cái chỗ của u biểu mô vì nó hay gặp hơn. Đấy, u hạt tính hay gặp ở biểu mô hơn. Và cái u lăng tính người ta gọi là oma cho cả liên kết và biểu mô là ý như ý của bạn đã trình bày là đúng rồi. Đầu tiên đó là u lăng tính biểu mô hay cái gì chúng ta cũng điều trị giống nhau, đó là làm gì? Mổ bóc u là sao? Tiên lượng như thế nào? Có tái phát không? Không. Có di căn không? Không. Như vậy không có việc gì phải gọi ra ôm em rồi ôm anh rồi đi cho mẹ, đúng không? Oma là phải dịch. Đấy. Nhưng trong chỗ ung thư thì cái biểu mô và cái liên kết, cái phương thức điều trị sau khi chẩn đoán ung thư hoàn toàn khác nhau. Đấy. Thuốc cũng khác, cách điều trị cũng khác, các bước tiến hành cũng khác, và thứ hai nữa tiên lượng cũng khác. Khác như thế nào? Điều trị của sarcoma nó sẽ tan bào hơn. Đấy. Mạnh tay hơn so với điều trị của ung thư liên kết và ung thư biểu mô. Ung thư biểu mô thì thông thường người ta ưu tiên cho cái việc phẫu thuật để gọi bỏ phần lớn cái mô u ra khỏi cơ thể, rồi sau đó mới truyền hóa chất tiêu diệt cái tế bào còn sót lại. Còn cái chỗ của ung thư liên kết thì thường là ung thư liên kết ít gặp hơn, nhưng mà khi gặp thì nó nặng hơn. Cho nên là đầu tiên thường là người ta truyền hóa chất trước để người ta đánh những cái vùng di căn trước, vì khi phát hiện ra thường là di căn máu rồi, cho nên di căn xa rồi, cho nên người ta dùng hóa chất trước. Nhưng hóa chất một là để tiêu diệt các cổ di căn, hai là để cho cái tế bào u tại chỗ tại vùng á gom lại, không còn lan tràn ra được, gom lại để cho cái phân cắt của mình á nó gọn gàng hơn, nó ít hơn. Đấy. Tuy nhiên bao giờ trong ung thư người ta cũng cắt rất là rộng ràng. Đấy. Ví dụ ung thư ở đâu dưới xương đùi, có vẻ người ta cắt răng 1/3 dưới, 1/3 dừa hay 1/3 trên của xương đùi cắt hết cái chứng họ thảo cầu thang cắt chứng cắt họ cắt không thì cắt mất thân phát hiện xương đùi là cái đòn kìa hậu quả của họ sẽ là thân nhiệt hậu quả sau khi còn cái trường hợp mà bà nói rằng là cái trường này hồi nãy thầy nói rồi, cái nguyên tắc thứ hai để gọi tên đó là tính gọn gàng thuận tiện. Một bạn nam nào đó trong lớp hồi hôm nay về nhà hồi ăn cơm với ba mẹ, kể ba mẹ rằng là
hôm nay con đi học cái giờ dạy của mình cuối tuần á, nha, là con ngồi cầm một cái bàn đá, có một cái u lympho thành một cái u hạt tổ lăng tinh rất là đẹp. Cái màu nó cái màu đó, sắc đó. Nha, các bạn, phần này là bài dùng tinh liền rồi này, nha, con quen ai nó có cái u cái mặt cái gì sờ đó, đúng không? Đây là mọi người đi cả. Đây là mọi người đi. Đúng rồi. Một ruồi là u hạt tổ lăng tinh. Nhưng không ai gọi một ruồi u hạt tổ lăng tinh cả. Nha. Em thấy công an khi mà ghi vào trong chứng minh nhân dân á, để xác nhận nhận nhà công an ghi là u hạt tổ lăng tinh cả bị bắt cả. Ruồi mày cả. Quá họ ghi cái gì của ruồi. Đó là chữ nê vi sắc tố. Nê vi thì anh gọi là nê vi của ruồi. Đấy. Còn khi mà một người họ bị ung thư. Đấy. Thì nếu mà ung thư hạt tổ thì lẽ ra phải gọi tên đầy đủ cái gì? Thì chúng ta không gọi là ung thư. Tế bào hạt tổ là tế bào nằm ở da, nên là biểu mô. Mình phải gọi là gì? Melanoma. Nha. Nhưng mà cái chữ melanoma trong cái u lăn á, mình không dùng, vì mình dùng chữ nevi. Trong cái u lăn á, mình không dùng cái mê. Là cái nốt ruồi á, mình không gọi là u hạt tổ lăn tinh, mình không gọi như vậy, mà mình gọi là nốt ruồi. Cho nên thì chữ melanoma mình dùng, không ai dùng hết. Cho nên người ta quyết ước, nếu là u hạt tổ, ung thư hạt tổ, thì người ta dùng chữ melanoma thay cho melanocarcinoma. Melanocarcinoma. Nha, tương tự như vậy, khi chúng ta bị viêm họng, nổi lên cục hạt ở cái cổ, cái hạt to lên, mình đi khám bác sĩ. Không ai chẩn đoán ra là viêm họng cầm gọi là u lympho lăng tinh cả, đúng không? Mà thường chúng ta được chẩn đoán chi? Viêm họng kèm hạt quả sản phản ứng. Hạt cũng dai, hạt cũng dai với nhau. Cho nên cái chữ lymphoma là con dư, u lympho lăng tinh con dư. Cho nên là u lympho lăng tinh lẻ ra thì phải trăm phải đúng, đọc răng phải đúng. Lymphosarcoma. Lymphosarcoma là phải bao liên kết. Đó. Cho nên là chỉ cần chúng ta thay đổi cái melanocarcinoma thành melanoma, lymphosarcoma thành lymphoma, chúng ta in 100,000 cái, nhớ là chúng ta in 1,000 cuốn thì chúng ta tiết kiệm được hàng chục nghìn cái tăng đề với cái chuyện đó không? Nhớ và chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu mét khổ gỗ phải được cái làm thành đấy. Yes. Là mệt. Touch là mệt. Tối nay bạn Long sẽ kể rằng kế bên bạn Long có một con bị u hạt tổ lành tính đó. Hạt tổ nha mẹ. Hạt. Bây giờ chúng ta đi ra cho con này. Ai hỏi gì cho cái con sao tập u lành lũ bạn hay không? Nếu chúng ta phải chọn, chúng ta phải chọn một cái đặc điểm trong bốn cái đặc điểm này. Đặc điểm nào quyết định một cái tổn thương nào đó là lan tính hay hạt tính thì chúng ta chọn đặc điểm nào? Di căn. Di căn. Di căn. Đặc điểm nào bé? Di căn. Ai chọn là đại thể cho ta nghe thấy coi. Ai chọn là bí thể. Ai chọn là tiến triển, ai chọn là điều trị. Có thể như em đưa tay để các người nhỏ tiến triển nhiều hơn, đúng không? Như vậy, khi mà bệnh nhân họ đến khám với mình là một khối u, thì nói là bây giờ tôi bị cái gì một cái nhẹ đen, tháng năm một năm sau thì quay lại, nếu mà chỉ căng thế nào hoặc là ung thư. Nghe chưa bạn? Thế đụng rồi, thế rồi hằng đụng mất. Yeah. Thì đừng có cho làm. Rồi, một năm sau mình phải được nhanh hóa ở lại khác. Rồi, đừng có đợi. Mình đúng rồi đó. Mình đã đúng. Cái chuyện hay có là em á. Khi nào bác sĩ á, mình lấy cái số điện thoại, mình đứng ở trong trên hàng rồi. Tao ngoài đó. Người nhà tao ngoài cho nha. Alo. Thật tiếc.
tương quan hoặc gì cái hợp bình năng hả các em, hoặc gì cái hợp bình năng. Mình làm kết quả trải nghiệm xong rồi mình nhận học quyết ở đây, họ ở đây khi mình thuyền nhé, mình phải hỏi cho họ biết cái kết quả là được quyết. Thì người ta dạy là để đâu vô rất là nhiều cái khóa. Thì một cái em hành trình của khóa sẽ gọi điện để mời người, những cái người này là họ từ ngoài họ vào là họ về để họ bán hay sao lại để kết quả. Nhưng mà vì do gì đó không phải lấy để đâu thì mình phải gọi điện để đi bệnh viện. Thì là cứ khi nhận được những câu trả lời như vậy. Tức là em hay là phá cái đại chủ vừa mới mất ngày hôm nay vừa mới ăn kỳ vừa mới mở được mạng thì họ là trải nghiệm sống á là kết quả là ung thư nhưng mà cái bệnh ở nhà là nặng đến thêm rồi nên họ ở nhà thôi đôi khi là như vậy nên đủ điều có tiến triển nhá mà quan trọng nhất là chúng ta vừa có vi thể bất chấp tất cả những cái đặc điểm khác vi thể mới là chẩn đoán cả cái bệnh. Đương nhiên khi mà chúng ta khám đa số bệnh nhân đến và chúng ta mà khám thì mình không có vi thể liền đấy mà hoặc là bệnh viện rồi chúng ta bệnh viện này làm việc á đôi khi không có hóa giải của mình các bệnh viện hiện nay đa số không có hóa giải của mình. Bệnh viện thành phố thì nơi có nơi không cho nên là nếu mà không có vi thể thì chúng ta vừa có đại thể thì chúng ta tư vấn cho bệnh nhân là cái khối u này sau khi cả thì có khả năng là u lành được nhiều hơn cho nên là anh chị hay là hai bạn cứ tự bình tĩnh cứ sắp xếp công việc trong vòng 5 ngày 10 ngày đến bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện trường nào đi về Huế đó để làm trải nghiệm để khoa học bộ học. Còn mà nếu mình thấy khám đại thể có các cái đặc điểm u hạt tỉnh ở bên đó, thì mình nói rằng là cái u này có vẻ như là không phải là u lành tỉnh mấy cho nên là cần phải trải nghiệm sớm trong vòng từ 1-3 ngày và phải đến bệnh viện trường để làm trải nghiệm. Nha. Đây là bệnh viện ở năm sau chị quay lại nhé. Về nguyên nhân nào với chị này? Nguyên nhân virus HPV, HPV virus sinh nuôi của người virus viêm gan B. Có thêm một phần nữa là vi khuẩn về ung thư, cậu bé là vi khuẩn gì? HP rồi HP, Helicobacter pylori. Thì chữ Helicobacter pylori có nghĩa là gì vậy thì đó? Thì đang có chữ HP. Thì mình chỉ cần hiểu cái nghĩa thôi là mình biết. Cái bệnh của hạt. Helicobacter là cái gì cả? Còn vi khuẩn thân trực thăng nằm ở hàng vị đó là có vi khuẩn đấy giữa nó mặt này đang từ dễ dàng về cái phân loại độ ung thư thì các em phải nắm thật vững cái phân loại TNM ta nói tới ung thư là phải nói tới TNM và TNM là phải có dạng của mình thì chúng ta mới không gọi TNM này được. Ủa mà thiết kế là mà da có hạt thì không hạt kích thước to hay nhỏ thì phải đo bằng cái phẫu thuật bệnh phẩm và từ TNM á người ta mới sinh ra mới xác định được hai chuyện da hai cái chuyện mà bạn làm thật đi đâu là chính bạn là cái gì bạn làm thật đi bằng cái màu đỏ da được mỗi lần nổi nhưng mà thực ra hẳn nổi đó ra quyết định cái phương thức điều trị tiếp theo và tiên lượng bệnh đấy thì phải có DNA tức là phải có giải độc bệnh. Thay ví dụ để cái giải của mình trả lời ung thư vú ở giai đoạn 1 thì bệnh nhân chỉ cần mổ cắt bỏ vú kèm với rượu bia ở cái chỗ kẹo là xong.
Nếu thư vụ giai đoạn 2 thì phải cắt bỏ vú kèm theo kiểu tí ở vùng vú, ở vùng nách và truyền hai ngón chân. Nếu thư vụ ở giai đoạn 3 thì phải kiểu tí với liều cao hơn, lâu hơn so với giai đoạn 2 và phải truyền ba ngón chân hoặc là truyền hai ngón chân, một ngón chân vuông các bạn. Yeah, thì đó là tùy theo cái giai đoạn bệnh mà tăng hay giảm cái điều trị. Tiếp theo là tiêu thường, nếu thư vụ giai đoạn 1 thì thời gian sống thêm 5 năm của họ là khoảng 75%. Có những lúc thì giai đoạn 2 khoảng 65%, giai đoạn 3 khoảng 50%, giai đoạn 1 khoảng 25%, sống thêm 5 năm. Do đó, quyết định về phương pháp điều trị tiếp theo là tiêu thường. Thần thoại. Yeah. Thì ví dụ như u giãn hóa tuyến vú, trong sách thầy có viết cái phần đó rồi đó.
hoặc một số u lăng không tái phát, những tư u giãn lạ thì vụ là con này ai hỏi cả. Thì u giãn lạ thì vụ trong cái bài bình dưỡng của các em sẽ học bây giờ thầy là vừa kể. Thì u giãn lạ thì vụ là u lăng là u sơ thì vụ nhân hàng tiến triển và được phân thành ba đồ, đó là u đồ 1, u đồ 2, u đồ 3, chưa đến cả các tiền mật độ thể bao nhiêu ấy, thể bao cái từ bất thường có nhỏ thể bao nhiêu ấy ít, và cái hình ảnh phân bao cũng là hình ảnh ba hình ảnh phân bao như vậy đưa vào ba cái tiền đó để phân ra đồ 1, đồ 2, đồ 3. Các cái bài đó là thêm phải chi tiết, bây giờ sẽ nói như vậy. Nếu mà cái u đồ 1, u nhà là đồ 1 thì người ta xử lý kiểu như u sơ để ngủ lăng tính, đó là mổ hoặc u trong lăng hạng. Nếu mà u nhà là đồ 3 thì người ta sẽ điều trị như ung thư sơ, sạc cố, fibrosarcoma. Nha, như ung thư sơ thì hạng là đồ 3, phải chỉ nhiều này. Đấy. Nhưng như hạng là đồ 2 nữa là vấn đề. Nếu đồ 2 hạng phải ung thư thì không được cắt bỏ u, không được điều trị xạ trị hóa trị vì như vậy là rất tàn bạo của người đó. Cho nên mình phải điều trị như đồ bộ, đó là phải bộ hoặc u sau đó theo dõi. 65% không sao cả, giống như u sơ bụng. 35% nó sẽ tái phát. Trong 35% tái phát có khoảng 80% thì nó sẽ tiến triển thành đồ 3. Đó là ung thư sơ. Đấy, thì những cái trường hợp đó là nó tăng đồ chỉ tài phát. Đấy, cho nên giả của mình kiểm tra chỉ không là đồ 2 thì không nói là thế ạ. Vì sau này nó sẽ trở thành ạ, một tỷ lệ nhỏ trở thành ạ. Nếu mà mình trả lời là u sơ thì ngủ lăng tích, có nhiều nơi có nhiều bác sĩ nhà của mình họ nhìn cái bệnh đi để mà không ra là đồ mà họ cũng biết là u sơ thì ngủ lăng tích đi. 2 năm sau người ta sẽ tiến lại phát và trở thành ung thư, ra cho mình nhận được hoang mang. Yeah. Nhá, 2 năm đi, thả một tôi đi chùa để tất cả những năm tôi là ung thư. Một là u đó, đã đi chùa là tấm tấm Phật. U vô đề, u sao vào, cũng như vậy. U sao vào ở thế nào, bên kia thành bộ đồ, đồ 1 cho tới đồ 4, cũng dựa lên 3 đặc điểm. Và khi mà u sao vào, giả của mình trả lời là u sao vào đồ 1, đồ 2, thì điều trị như lăng tính. U sao vào đồ 3, đồ 4, thì điều trị như lăng tính và phân liều theo cái đồ. Nhá, đồ 4 thì nhiều thuộc hơn đồ 3. Hóa chất hoặc là sản phẩm. Một số trường hợp thì mình nhắn họ bị u sao vào đồ 2 sau 1 năm rưỡi, 2 năm tái phát trở thành đồ 3 hoặc đồ 4 hoặc là tăng đồ như thế nào. Cho nên nhắn họ chỉ trả lời đồ thôi, không trả lời là thế nào. Còn là thế nào thì làm sao mà sẽ điều trị như thế này. Thực tế lúc đó để tránh trường hợp bây giờ tăng nhớ chắc năm trở thành ác. Đấy. Được chưa? Đó là cái vấn thêm cho các em hiểu là những điều tăng và ác có thay đổi hay không. Ai có câu hỏi gì chưa? Thầy có thể trả lời cho các em, thì 8 giờ tối là các em không hỏi. Buổi sau cái bài của thầy, thầy sẽ dạy hai bài là u trứng và bình thường vũ. Có các cái chủ đề của hai cái bài đó để chuẩn bị như bài ngày hôm nay. Nhớ thầy nói cả cho lên trên bài lên đấy, cho đừng có để mất thì giờ như ngày hôm nay nhé. Rồi cho thầy chỗ đầu bài, thầy nghỉ.